Đẹp không các bạn? Mình rất là yêu rừng và động vật luôn á. Giờ là vẫn sắc phết. Mài rồi ba. À mài rồi hả? Tự nó đi 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 từ đó tới giờ sắc vậy. Sắc sắc thịt ngọt anh hơn. Dạ, anh mua mấy cái đá mài về mà. Làm cái gì? Rót rồi. Câu ơi, rồi chỗ đi. À đây không có nhiều ở chỗ để câu đâu. Đi nữa lên. Chứ anh. Đi lên. Có hụt này đó mà. Đi miết 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 lên trên đồi luôn chứ. Đi mình đi đi đi. Cán ập với mỏ xuống. Không đi 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 ngược này cũng không sao. Nhưng mà đi nhẹ nhàng thôi, đi đánh dần lên thôi. Cái đánh dần đánh mấy cái hũm có lóc có cái lóc nằm dưới mấy gốc cây nè. Chơi đi. Đây nước. Biết nằm đâu. Nguyên một bà ư. À bà nướng à. Bà đậu ngoài 8 món. Ủa mà nó chụp nhẹ nhỏ quá anh cứ tưởng con cá ấy. Từ từ đứng lộn đi. Ê. Con cá nè. Đi đâu hả?
Quýnh đã, quýnh đã rồi đi. Mấy cái chỗ bụi ngon mà. Nó núp dưới mấy cái cây á. Không có chụp kịp đây mà. Đợt này mình đi có ba anh em, bạn Trình là người ở Đắk Nông, với lại bạn Văn Tiến cũng là người ở Đắk Nông. Suối này mình đi ở Đắk Nông nha các bạn. Hôm nay mình đi câu ma xia, tiếp tục là ma xia nha. Một loài cá mình rất là yêu thích. Để chinh phục cái loài cá này cũng không có dễ dàng. Toàn là phải đi rất là xa các bạn. Địa hình thì hiểm trở, sông suối núi đá đâu không ạ. Đi ở nhiều khu vực rồi mình thấy một cái thực trạng rất là đáng buồn các bạn. Cây cối hay là chim thú, các loại cá mú cũng không có, mọi thứ đều không có. Những con cá này hồi xưa những người ở đây người ta kể, mỗi lần đánh bắt người ta vác cả mấy tạ, cả tấn, hàng tấn đi về, toàn là dùng mìn rồi kích điện. Những cái vùng nước nông thì người ta kích điện. Mình đi nhiều ngày trời cũng không có thấy được một con chuột hay con sóc. Chim cũng ít. Những con động vật lưỡng cư này nọ cũng không có. Cua, giáp xác, các loại tôm, hoàn toàn là không có cái gì hết. Rừng thì toàn là đồ trọc thôi. Toàn là rẫy. Có cá. Nó nhấn anh xuống vậy nè, nó nhấn à, anh đang vướng như này. Mà xia. Hồi nãy anh vướng trên đọt tre, nó đã chụp anh lần rồi. Má cái giày này trơn quá. Không tẩy đâu, vô mép rồi. Đẹp. À, con này
của rừng nè. Đẹp quá ha. Cho nó câu đi, cho nó câu đi dính rồi đó. Ê, coi chừng lưỡi, từ từ. Trong cái bộ môn câu cá này, khi mà bạn đạt được cái mục tiêu của mình, cái cảm giác nó khó tả lắm bạn, rất là hạnh phúc luôn. Đó, đó bên trái á, mấy nhánh cây á. Không quýnh rồi, mấy anh em quýnh hết á. Mà cái chỗ lỗ này cũng sâu nè, nãy đánh cũng ngon nè. Nãy mình không quýnh. Không, ý là quýnh bào một chút. Trong đó chỉ có ngầm thôi không à. Sâu. Lúc lúc này. Có động nước kìa. Ơi. Theo kìa, theo kìa. Quýnh đi. Quýnh tuốt là mấy cái bụi cây á, mấy cái cây chết đó. Mahtia là một loại cá rất là quý hiếm nha các bạn. Mahtia là tên tiếng Anh. Ở Việt Nam thì người ta gọi mỗi vùng miền mỗi cái tên khác nhau. Con cá Mahtia này á, ngày xưa Việt Nam mình rất là nhiều luôn. Nhưng mà do đồng bào người ta đánh bắt tận diệt quá mà. Lưới rồi mìn rồi chích điện rồi đánh thuốc các thứ thì bây giờ con cá nó không có còn nữa. Con cá này trưởng thành rất là to nha các bạn. Có thể đạt tới mười mấy ký, 20 ký, có thể hơn nữa. Phải không? Ở chỗ dính cá không? Đúng rồi. Rồi đứng im quýnh đi. Ai quýnh không xa, đi tới chút xíu nữa. Hả? Ừ. Quýnh có được con nào không? Mấy cái cây này là bị sét đánh các bạn. Sét đánh cháy mà. Nãy giờ mình đi thấy thấy cây bị sét đánh nhiều ha. Bắp chuối các bạn ơi. Củ chuối các bạn ơi. Gì?
Làm sao? Chặt nó làm chi vậy cha? Ây da, ây da. Ngâm nước. Chiều nay anh em mình ăn gà nướng với thịt nướng nha. Có món cá nữa, canh cháo cá. Thơm quá, thơm luôn ạ. Thơm quá các bạn ơi. Còn đây là cái lều trại để cho tối nay mình ngủ lại. Rượu gì đây? Rượu chuối rừng anh, ok lắm á. Tôi biết. Thôi vô nè, anh em vô nè. Vô. 1, 2, 3, vô. Còn làng không? Hả? Còn làng không? Vô, trời ơi. Rồi, làm con nữa chưa? Anh em. Ok. Tự nhiên con vô đình nữa nha. Tối công chuyện luôn anh em ơi. Ok.
phải ăn ngon về lấy mấy cá trong hồ cá ra thịt luôn. Ngon nè. Bây giờ cũng hơn 7 giờ các bạn. Giờ cầm đèn pin đi soi soi mấy cái kiếm con này con kia chơi. Ban đêm ở trong rừng sớm quá chẳng biết làm gì. Ngủ trong rừng cái đống lửa như vậy rất là cần thiết nha các bạn. Có khói nó sẽ đuổi được các loại côn trùng, nhất là muỗi. Trời vừa sập tối cái là mình thấy lom đóm nó bay nhiều lắm. Cái con này chắc cũng phải là gần 20 năm rồi mình mới nhìn thấy lại. Còn đây là cái con ấu trùng của lom đóm đó các bạn. Bây giờ mình đi ngủ nha. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Ai cũng mệt đuối ngủ say các bạn. Riết mình giống fan của Phúc Long, đi vô tới rừng cũng mang Phúc Long theo. Có vết chân khỉ nữa các bạn. Mới sáng nè. Bây giờ chỉ cần tìm một khúc có đá mà. Có khúc sườn mà cứng. Bắt ăn thịt cực ở đây là chứ đừng biết ta. Ui dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai dạ. Tung càng tóc. Lấy quạt hơi lên quất luôn. Sashimi nè ha. Biết luôn sashimi. Mồm dài luôn. Y như mất mà. Đây mình sẽ review cảnh cảnh ăn tôm trong rừng. Ấy 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 từ còn nè. Nhiều lắm, đây nhiều tôm lắm. Vì cái dính nó không. Thơm rồi đó, bung vỏ ra đó. Chắc cắn luôn. Khô đâu. Sợ. Chờ cái đầu dứt luôn. Dân đi rừng ăn. Nhưng đi rừng lại cái kiểu dây rồi tao chết mại rồi. Quá đủ mất đầu thức không. Đầu không ăn. Mới gặp rắn đi ngang qua các bạn. Đen thui bự vô là bự. Giờ mình đi lấy dây leo để kết bè.
rừng Việt Nam mình chẳng còn cái gì các bạn. Chẳng còn thú, chẳng còn cây. Tâm trạng tụi mình rất là buồn luôn. Không biết lái. Lũi mẹ cho cây không. Đi dòng sông lười các bạn. Nên mình đi dòng sông lười trong rừng nha.